Xin chào các bạn, mình là Lâm Xuân Phát. Hôm nay mình đến đây để chia sẻ với các bạn về cái kinh nghiệm của mình khi học tập ở Informatics. Những tháng ngày mình ở Singapore thì thật sự là rất khác khi mà mình ở Việt Nam. Ví dụ như là việc ăn uống thì mình phải tự lập nấu nướng hoặc là đi ra ngoài ăn. Đi lại thì mình thường là ở Singapore các bạn sẽ làm quen với việc là đi lại bằng các phương tiện công cộng như là MRT hay là bus. Việc giao tiếp ở đó cũng không phải là cái ngôn ngữ mà mình quen thuộc, đó là tiếng Việt, mà mình phải giao tiếp bằng tiếng Anh. Khi qua đó mình phải tự lập về việc ăn uống. Đó là khi mà mình phải bắt đầu đi chợ, cố gắng làm sao để có thể nấu cơm và làm một số món đơn giản. Không những mình tự nấu cơm mà mình còn có thể là nấu một số món để có thể cả nhà ở chung với mình đều có thể ăn được. Thì đầu tiên thì có thể là ăn được thôi, nhưng mà sau đó thì còn được khen là ăn ngon nữa. Thì thật sự ra cái trải nghiệm mà tự lập đó làm cho mình cảm thấy là mình mạnh mẽ hơn và cảm thấy sống tự lập hơn nhiều. Vào mỗi cuối tuần mình đều cố gắng đi đến những cái nơi mới lạ như trên Singapore để có thể vừa kết hợp với việc là trong các ngày trong tuần mình học tập, các ngày cuối tuần mình sẽ tham quan và khám phá đất nước Singapore. Sau 2 năm học tập ở Singapore thì những cái nơi mà đặc biệt của Singapore mình đã đến và tham quan, và đó thật sự là một trải nghiệm mà mình rất là đáng nhớ. Và cuối cùng là mình muốn nhắn nhủ với các bạn là khi đến Singapore học tập, các bạn nên cố gắng tự lập cho bản thân mình. Chỉ có thể tự lập thì các bạn mới có thể tự học tập và sinh hoạt ở đó một cách tốt nhất. Các bạn nên tìm hiểu nền văn hóa và các luật lệ trước khi đến Singapore. Đất nước nào cũng vậy, nếu như mà các bạn không hiểu luật lệ của họ thì bạn sẽ rất là khó để mà hòa nhập với cái môi trường sống ở đó. Và cuối cùng là mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn nên cố gắng mở rộng giao tiếp với những người ở gần bạn nhất, như là thầy cô, bạn bè, hoặc là những người hàng xóm ở gần bạn, hoặc là cả những người mà bạn chỉ mới thấy lần đầu ở trên các phương tiện công cộng. Bởi vì chỉ có giao tiếp mới có thể khả năng trao dồi tiếng Anh của bạn, mở rộng mối quan hệ và làm cho bạn cảm thấy là môi trường đó thật sự rất là gần gũi. Và chính vì nhờ giao tiếp mà bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều nền văn hóa của những cái bạn bè quốc tế mà đến học chung với các bạn ở Singapore. Và cuối cùng là mình muốn chúc các bạn sẽ thành công trong việc học tập ở Informatics cũng như việc du học ở Singapore.